giá heo hơi hôm nay ngày mùng 2 tháng 8, điều chỉnh giảm 1.000 đồng mỗi kg ở miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8 giảm nhẹ ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Người chăn nuôi heo lại gặp nhiều khó khăn lo lắng vì nguy cơ bị thua lỗ, nhu cầu tiêu thụ chậm do ảnh hưởng dịch bệnh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi hôm nay lặng sóng. Hiện tại, đa số các địa phương đang giao dịch quanh mốc trung bình là 55.000 đồng mỗi kg tỉnh Thái Bình tiếp tục neo tại ngưỡng 56.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang vẫn giữ nguyên mức giá cũ là 54.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 55.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 54.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 55.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 55.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 55.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tây nguyên giảm nhẹ. Thị trường khu vực miền Trung Tây Nguyên giảm 1.000 đồng mỗi kg so với cuối tuần trước. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh sau khi giảm nhẹ một giá xuống còn 54.000 đồng mỗi kg, ngang bằng với tỉnh Quảng Trị. Mức giao dịch thấp nhất khu vực là 53.000 đồng mỗi kg, được chứng kiến tại tỉnh Quảng Bình. Các tỉnh thành còn lại không có điều chỉnh mới. Giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ kind of thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 55.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng, Quảng Trị là 54.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 55.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam chững lại. Tại miền Nam, giá heo hơi không có thay đổi mới so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Mức giao dịch cao nhất là 54.000 đồng mỗi kg tiếp tục được ghi nhận lại tỉnh Đồng Tháp. Thương lái tại Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh Vũng Tàu và Sóc Trăng đang thu mua heo hơi chung mốc 52.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh thành còn lại đang thu mua với giá 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 52.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 52.000 đồng mỗi kg, Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 54.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 53.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 53.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg. Gần đây, giá heo hơi liên tục có xu hướng đi xuống kéo giá bán lẻ các loại thịt heo trên thị trường cũng giảm. Người chăn nuôi heo lại gặp nhiều khó khăn lo lắng vì nguy cơ bị thua lỗ, nhu cầu tiêu thụ chậm do ảnh hưởng dịch bệnh. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, hiện tổng đàn của tỉnh đạt gần 2,5 triệu con, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện giá heo hơi bán ra ở mức giao động từ 52.000 đến 56.000 đồng mỗi kg tùy địa phương, giảm khoảng 10.000 đồng mỗi kg so với hơn một tháng trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. So với cách nay một tháng, giá heo hơi tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm thêm 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg và đang ở mức thấp nhất trong khoảng 2 năm qua. Hiện nay, giá heo hơi ở Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre chỉ còn 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg, trong khi hồi đầu năm có giá lên đến 83.000 đến 85.000 đồng mỗi kg.